Hello, xin chào cả nhà Hello, xin nha. chào cả nhà. Hôm nay là Hôm nay em với chị Kim Kim cùng làm món cà nướng. cà nướng nha các bạn. Cà mình mới hái lên này. Mà vừa mình là trồng rất nhiều loại nha. Mới bán hạt dưa xong Mới rồi. bán hạt dưa về rồi. Sẵn mình đang làm mới làm trà ram á. Mời em ăn rồi. Làm rồi nướng cà luôn. Chị mới hái cà về cho chị rủ em làm món cà nướng nha các bạn. Bỏ lên nước này. Cà rất là ngon. Cà với cái nước cũng được. Món này là mùa mưa em làm hết sấy nha. Còn nhiều lắm đó. Mới hái ra 2 cây à, ra được nhiêu đây. Còn nhiêu đi nữa hết cả nha. Em nhờ chị Kim Kim nướng. Những cái nướng đây là rất rất nhanh chín nha. Rất là ngon cơm nha các bạn. Rất là ngon cơm. Nhà mình trồng có 2 cây cà mà nó ra sai đó. Đây nó mèo đứng cái tay cây cầm nghe đèn thôi. Hình dạng đủ loại hình dạng. Cho trái nó thẳng, cho trái nó cong. Bây giờ thẳng ra mình bỏ. Chung là quê mình là trồng rất nhiều loại nha các bạn. Cà gì cũng có. Với cà pháo, cà dĩa. Mưa là ăn mấy món cá đây là ngon hết sảy luôn rồi. Ở chút nữa chị đi giá một chén mắm. Rồi, chờ nó chín từ từ rồi. Giờ bán được mấy ký rồi? Bán được ký rưỡi rồi. Ký rưỡi rồi nè. Để sợ ớ dữ nè. Người ta đi làm hết hả? Giỏi ghê thấy cả nha. Sáng Ngọc Đen đi bán giấy số rồi trưa đi bán tranh thủ bán dưa. Giờ để làm video nữa đi. Ngọc Đen giỏi không? Buổi chiều làm video xong rồi chút nữa đi tiếp. Chút nữa đi tiếp do là trên chiều người ta là ở nhà hả? Đi làm về. Mà đây thời tiết nó lạnh nên chị thích đem quả lo ra đây chị nấu nướng ngoài đây đi. Ngoài đây nấu nướng cho mát luôn. Nấu nướng ngoài mát nhìn ngắm cảnh mát rồi đây. Cả nhà thấy thú vị chưa? Thì nướng ca mà vừa ngồi rất là thú vị cả nhà. Ngắm cảnh rồi đây. Đấy, bên chính là bên này. Bên kia họ bán cà phê cho nên hơi ồn tí. Gần bên cái quán cà phê. Món này rất đơn giản nha. Chỉ cần mà biết bà lo là nướng là khó ăn liền.
là xem. Thì thích ngon thì muốn ăn đơn giản vậy. Đang chín rồi. Chín một bên rồi. Nào, đang thích ăn món này không? Có nha. Đi làm mà, đi làm thử cho em món này thử. Nó sao rồi? Thơm chưa? Thơm. Một mùi thơm rồi á. Một mùi thơm. Chín rồi đã chín hết bên rồi nè. Bữa nào mua bắp gì nướng đi. Bữa nào tụi em mình gọi món rồi. Bắp nướng không? Bắp nướng dư dư nữa ta. Món gì nướng nữa, chị thích ăn nướng rồi nướng không à? Nướng. Nướng món gì nữa? Mực nướng. Mực nướng hả? À, mực nướng hả? Nói chung là đồ nướng là ok. Thơm thơm. Cái này là từ từ hợp chín. Mình không nắm là chín, nó cháy qua gió là trong mình chưa chín. Cà, cà lùi là khác mà đen, gọi là cà nướng. Chín một bên rồi. Rồi thì mới chuẩn bị cho mắm đi. Rồi chuẩn bị cho mắm. Chút xíu ăn cả nhà. Rồi chín rồi các bạn. Chín rồi nè. Được chín rồi. Dạ, nó rất là mau nha các bạn. Đó, chín rồi đó. Mềm rồi nè. Bắt đầu mềm rồi. Teo rồi. Rồi chúng ta lọc ra thôi. Rồi bây giờ chờ lột ra nhớ cho nghe lột ra thôi. Mềm teo là hết rồi. Đẹp đẹp cơm quá là đẹp rồi. Cơm đây có mấy lại ghiền rồi. Đúng rồi. Mình lùi nó cháy khó lột.